thân mến, đêm qua giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ Quý Mão 2023 sang năm mới Giáp Thìn 2024, các địa phương trên cả nước ta đã có những hoạt động gì? Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh lung linh tại thời khắc thiêng liêng này ngay sau đây. Dịp xuân Giáp Thìn 2024, đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Đáng chú ý là những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành trong thời khắc giao thừa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024. Hàng triệu người dân nước ta đã đổ ra đường đón giao thừa và ngắm pháo hoa với tâm thế hứng khởi tươi vui. Trong đêm giao thừa, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận huyện với 32 trận địa pháo hoa, gồm có 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao và 23 trận địa bắn tầm thấp. Trong đó, trận địa quy mô và hoành tráng nhất là tại Hồ Hoàn Kiếm. Trong thời lượng 15 phút, người dân Hà Nội đã được chứng kiến những màn pháo hoa vô cùng mãn nhãn. Giao thừa năm nay, Đà Nẵng tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp trong thời gian 15 phút. Ở 3 điểm là đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Mặc dù trời chuyển lạnh đột ngột trong ngày cuối cùng của năm Quý Mão, nhưng vẫn không ngăn được bước chân người dân đổ về khu vực ngay bờ sông Hàn đón giao thừa. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm, trong đó ngay điểm tầm cao ở Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức và Bến Dừa Củ Chi, và 6 điểm tầm thấp tại đền tưởng niệm di tích Bến Nọc, thành phố Thủ Đức, Đầm Sen, quận 11, quảng trường Đường Sát, Cần Giờ, khu di tích Láng Le Bào Cò, Bình Chánh, công viên văn hóa Gò Vấp, khu di tích lịch sử ngã ba dòng Hóc Môn. Những hình dáng đẹp mắt, màu sắc rực rỡ của màn pháo hoa năm nay khiến cho nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh phải thổn thức. Tại Cần Thơ, đúng 0 giờ, pháo hoa đã được sáng trên bầu trời chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 với nhiều kỳ vọng mới. Màn pháo hoa tầm cao tại địa phương này diễn ra 15 phút. Đây là lần đầu thành phố Cần Thơ bắn pháo hoa từ trận địa là chiếc xà lan đậu giữa sông. Còn tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, sau chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa chào năm mới để diễn ra trong sự phấn khởi của người dân. Nhiều du khách đến Phú Quốc dịp Tết Nguyên Đán này cũng vui vẻ cùng người dân địa phương đón giao thừa. Trước đó tại Gia Lai, hàng chục ngàn người khen kín quảng trường chờ khoảnh khắc giao thừa và màn pháo hoa. Và đúng 0 giờ sau màn đếm ngược là màn pháo hoa tung trời, rực rỡ trong tiếng hò reo chào đón năm mới của hàng chục ngàn người dân. Mọi người đều rạng rỡ hạnh phúc xinh tươi cùng những sắc hoa đón chào một năm mới với bao ước mơ khát vọng.